2022 là năm tồi tệ nhất về vấn đề khủng hoảng nhập cư ở Hoa Kỳ, nhưng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nữa. Biên giới Hoa Kỳ đang ở mức kỷ lục khi có tới 2,3 triệu người tìm cách cố gắng vượt qua. 600.000 người đã qua mắt được chính quyền thành công và đến nơi mà họ gọi là an toàn. Những thi thể trưng phành trên sông. Chưa ai từng chứng kiến bất cứ điều gì như vậy. Nhưng vâng, nó sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Giấc mơ được đặt chân đến Mỹ của nhiều người nước ngoài đã trở thành cơn ác mộng đối với người Mỹ. Hôm nay, trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại sao hàng triệu người lại sẵn sàng chấp nhận những rủi ro rất cao để đến được nước Mỹ. Tình trạng nhập cư trái phép đang là cơn đau đầu kinh niên đối với chính phủ Hoa Kỳ và các bộ phận dân cư. Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước này chứng kiến những điều tương tự như đang xảy ra ở biên giới phía Nam. Hành trình của những người này có thể là một chuyến đi bộ kéo dài hàng tuần xuyên qua rừng rậm và núi, đôi khi là phải trả phí đi đường cho những tên cướp cai quản địa bàn. Nhưng những khó khăn không dừng lại ở đấy, rào cản cuối cùng để đến được Hoa Kỳ chính là biên giới. Năm 2022 là năm có số người muốn nhập cư thiệt mạng nhiều nhất được ghi nhận tại Mỹ. Đây cũng là năm mà truyền thông thế giới đề cập rất nhiều đến các cuộc vượt biên nguy hiểm của người nhập cư trên toàn thế giới. Lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ báo cáo rằng vào năm 2021 có 546 trường hợp tử vong của người di cư. Số người chết thường dao động trong khoảng 300 đến 400 người mỗi năm và có mức tăng đột biến vào năm 2005 là 492 người. Từ năm 2015 đến năm 2020, con số này vẫn ở mức từ 200 đến 300 người. Sau đó, năm 2021 và năm 2022 đã phá kỷ lục về tỷ lệ tử vong từ trước đến nay trên mọi tháng đánh giá. Kể từ năm 1998, hơn 8.000 người di cư không có giấy tờ đã chết khi cố gắng vượt biển vào Hoa Kỳ. Nhưng với tình hình hiện tại, đội tuần tra biên giới sẽ còn bận rộn hơn nữa trong một tương lai gần để tìm kiếm những người chết. Có nhiều lý do khiến cho người di cư thiệt mạng, đôi khi là những nguyên nhân không có gì đặc biệt, chẳng hạn như ngã, chết đuối, chết khát hoặc kiệt sức dưới cái nắng gay gắt ở khu vực nào đó. Hãy thử tưởng tượng việc leo lên vạch đá hoặc đi bộ hàng giờ qua sa mạc với nhiệt độ lên tới 47 độ C sẽ nguy hiểm đến mức nào. Một số trường hợp tử vong lại ít phổ biến hơn và nhiều kẻ đưa người nhập cư bất hợp pháp không hề coi trọng mạng sống con người. Chúng chỉ quan tâm đến số tiền nhận được khi vận chuyển họ. 65 trạm tuần tra biên giới nằm rải rác từ Tây sang Đông của Hoa Kỳ. Từ San Clemente ở quận Cam của California đến Brownsville ở Texas. Hoa Kỳ có chung khoảng 3.145 km biên giới với Mexico và đường biên giới này cần nhiều sự bảo vệ đến mức có gần 60.000 nhân viên làm việc toàn thời gian tại cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP. Đây là một trong những cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất trên toàn thế giới. Và hiện nay, tổ chức này đang phải làm việc quá tải. Rất nhiều các đặc vụ đã lắc đầu với những gì đang diễn ra trước mắt họ. Chúng tôi đã bị quá tải. Một cảnh sát trưởng đã thốt lên khi tỷ phú Elon Musk đến biên giới nói chuyện với anh ta. Một cảnh sát trưởng khác cũng nói với vlogger nổi tiếng Peter Santillo trong một video đạt 6,7 triệu lượt xem rằng tình hình hiện nay đang là quá sức đối với cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi. Ông gọi đây là sự quái dị ở biên giới. Những gì mà ông ấy muốn nhắc đến được tóm tắt như sau. Trước tiên, hãy nói về chi phí. Ngân sách của CBP cho năm 2022 là 14,643 tỷ đô la và thêm 1,018 tỷ đô la nữa mà Nhà Trắng cho biết là để giải quyết các vụ bắt giữ về người nhập cư trái phép đang gia tăng ở biên giới Tây Nam. 6,159 tỷ đô la đã được sử dụng cho việc tuyển dụng để bổ sung nhân lực và các nhu cầu tăng vọt tại đây, tăng 26% so với năm trước. Tiếp tục là 14,464 tỷ đô la đã được cấp cho CBP vào năm 2023, đồng thời thêm 1,563 tỷ đô la nữa cho các vấn đề khác liên quan. Tổng ngân sách đề xuất năm 2024 cho CBP và cơ quan thực thi di trú và hải quan là 25 tỷ đô la, nhiều hơn 800 triệu đô la so với năm 2023.
Nhưng con số này cho thấy mức độ cấp bách của vấn đề. Riêng Texas đã phê duyệt 1,5 tỷ đô la để xây dựng thêm rào chắn ở biên giới với Mexico. Bởi tiểu bang này nói rằng, ngân sách liên bang không đủ để giải quyết cho những gì mà họ nói là hàng triệu người vượt biên trái phép. Một kỷ lục nữa cũng được thiết lập, đó là về số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép. Theo báo cáo số liệu về người nhập cư trong năm tài chính 2023, bắt đầu vào tháng 10 năm 2022, kết thúc vào tháng 9 năm 2023, có 2,4 triệu vụ bắt giữ ở biên giới phía Nam. Năm tài chính 2022, ở miền Nam là 2,3 triệu vụ, vượt xa con số 1,7 triệu vụ bắt giữ vào năm 2021. Tính tất cả các biên giới, Bộ An ninh Nội địa cho biết, tổng cộng vụ bắt giữ người nhập cư trái phép vào năm 2023 là khoảng 3,2 triệu vụ. Vào năm 2023, 1,23 triệu người xin tị nạn được gửi thông báo trình diện, còn gọi là thư triệu tập trước tòa án di trú. Những người này sau đó sẽ được xét xử trước tòa án và thẩm phán sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, một số người khác lại cố tình tìm cách trốn tránh liên lạc với cơ quan pháp luật. Theo cơ quan thực thi pháp luật, họ được gọi là những kẻ trốn chạy. Có người trong số đó đã thành công và chúng ta không thể liệt kê thông tin cá nhân của những người này bởi chưa ai từng nhìn thấy họ. Những kẻ chạy trốn cũng thuộc nhiều kiểu người khác nhau. Một số chỉ là những người lao động chăm chỉ bình thường, nhưng cũng có thể là những tên tội phạm khét tiếng. CBP cho biết vào năm 2023, họ đã chạm trán với 169 cái tên trong danh sách theo dõi khủng bố FBI. Vì vậy, rất có thể một số kẻ xấu đã vượt qua được hàng rào biên giới vào nước Mỹ. Bộ An ninh Nội địa cho biết, có khoảng 1.000 lượt vượt biên thành công mỗi ngày trong năm 2023. Điều này không có gì đặc biệt bởi trong cả năm tài chính 2022, có tất cả 599.000 lượt vượt biên chót lọt. Nhưng đó chưa phải là một kỷ lục. Năm 2000 đã có tới 614.000 người nhập cư bất hợp pháp thành công vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cựu giám đốc CBP Mark Morgan nói rằng con số này có thể lên tới hơn 1 triệu, nhiều hơn dân số của Austin, Texas. Con người không phải đối tượng duy nhất bị CBP bắt giữ. Trong năm tài chính 2022, cơ quan này đã thu giữ 25.901 pound fentanyl buôn lậu qua biên giới Tây Nam. Số lượng mà Bộ An ninh Nội địa cho biết là đủ để giết chết khoảng 6 tỷ người. CBP cũng đã bắt giữ 32.097 người nước ngoài có tiền án, 598 kẻ được biết đến là thành viên trong băng đảng tội phạm có tổ chức, 178 tên thuộc nhóm tội phạm khét tiếng MS-13. Nếu nhìn vào những gì CBP báo cáo về các vấn đề đang diễn ra ở biên giới Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy rằng họ thật sự rất bận rộn. Năm 2022, mỗi ngày có 868.867 hành khách và người đi bộ nhập cảnh qua biên giới một cách hợp pháp. Trong số đó, 547.318 người nhập cảnh bằng đường bộ. Trung bình mỗi ngày, CBP thu giữ một lượng khổng lồ 2.895 pound ma túy tiêu khiển, 217.700 đô la tiền bất hợp pháp, cũng như các sản phẩm trị giá 8 triệu đô la vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quay trở lại vấn đề di cư trái phép, khi CBP tiếp nhận một vụ người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp ở biên giới, họ sẽ phải phân loại theo từng nhóm người. Trong đó, có một nhóm là trẻ em vị thành niên, có người trưởng thành đi kèm, gọi là AM. Vào năm 2021, có 687 vụ bắt giữ đối với AM, và vào năm 2023, con số này tăng lên thành 2.535 vụ. Một nhóm được phân loại khác là các cá nhân trong cùng một gia đình, FMUA. Năm 2020, có 70.994 trường hợp FMUA, nhưng vào năm 2023, con số này đã tăng lên là 821.537 trường hợp. Tiếp theo là nhóm trẻ vị thành niên không có người đi kèm, UC. Thật đáng buồn, năm 2020, CBP đã gặp phải 33.239 trường hợp UC và vào năm 2023, con số này tăng lên đáng kinh ngạc là 137.953 trường hợp. Loại cuối cùng cũng là đông nhất, những người lớn độc thân, còn gọi là SA. Có 353.168 trường hợp là SA vào năm 2020. Năm 2023, con số này là 1.514.322 người. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thừa nhận, nhưng con số này là có thật. Không ai phủ nhận Hoa Kỳ đang gặp phải vấn đề biên giới vượt ngoài tầm kiểm soát.
Blinken cho rằng những con số này là hoàn toàn khác thường so với những gì từng thấy trước đó. Ông nói, trước đây, bạn có thể gặp phải một cuộc khủng hoảng di cư liên quan đến một quốc gia như Guatemala hoặc có thể là Honduras. Nhưng bây giờ, mọi người đang đến Mỹ với số lượng lớn từ nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc khủng hoảng người di cư ngày nay diễn ra ở nhiều quốc gia, thay vì chủ yếu là ở một hay hai quốc gia. Vào năm 2021, Bộ An ninh Nội địa cho biết 6 quốc gia có số người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ nhiều nhất, đó là Mexico, El Salvador, Guatemala, Ấn Độ, Honduras và Trung Quốc. Trong và sau đại dịch, khi nền kinh tế thế giới có sự biến động mạnh, ngày càng nhiều người di cư hơn. Trong năm qua, một làn sóng người Venezuela đã vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì gần 8 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước của họ kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế lớn bắt đầu vào năm 2014. Với tình trạng tham nhũng, nghèo đói tràn lan, tỷ lệ tội phạm cao và cái được gọi là khủng hoảng nhân đạo về sức khỏe. Thật dễ dàng để biết lý do tại sao rất nhiều người chọn hành trình dài để đến được Hoa Kỳ. Vào năm 2013, Viện Chính sách Di cư đã giải thích. Một trong những nguyên nhân của việc di cư đó chính là sự đàn áp chính trị, nhưng phần lớn vẫn là do nguồn lương thực, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công cộng đã không thể đáp ứng được cho người dân ở nhiều quốc gia. Vào tháng 9 năm 2023, số người Venezuela bị CBP bắt là 54.833 trường hợp. Trong khi đó, con số này vào tháng 8 là 22.090 người, nhiều hơn cả số vụ bắt giữ người Mexico nhập cư trái phép. Đó không phải là điều chúng ta từng thấy trước đây. Ngạc nhiên hơn nữa là CBP ghi nhận có 1.779 cuộc bắt giữ đối với công dân Nga trong tháng 9, mặc dù đã giảm so với 2.099 trường hợp bắt giữ vào tháng 8. Cuối cùng là với công dân Trung Quốc. Trong tháng 9, có 399 trường hợp bị bắt giữ. Bây giờ, hãy cùng xem cuộc sống của một người nhập cư khi họ đến đất Mỹ sẽ là như thế nào. Theo số liệu thống kê của những người nhập cư ở Hoa Kỳ, bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp của Viện Chính sách Di cư vào năm 2022, có khoảng 10,6 triệu người Mexico sống ở Mỹ. Tiếp theo là Ấn Độ, khoảng 2,71 triệu người. Đứng thứ ba là Trung Quốc, 2,38 triệu người. Philippines với 1,98 triệu người. Salvador, 1,42 triệu người. Việt Nam, 1,34 triệu người. Cuba, 1,28 triệu người. Dominica, 1,26 triệu người. Guatemala, 1,11 triệu người. Và Hàn Quốc là 1,01 triệu người. Dữ liệu mới nhất cho biết khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ sống ở Mỹ, mà chỉ khoảng 76% số người nhập cư là hợp pháp. Từ trước đến nay, quốc gia có tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp lớn nhất vào Hoa Kỳ là Mexico. Những con số mới nhất cho chúng ta biết là khoảng 50%, tương đương 5,3 triệu người nhập cư Mexico không có giấy tờ hợp pháp. Đứng thứ hai là El Salvador, nhưng chỉ có 7%. Guatemala ít hơn một chút, cũng khoảng 7%. Số người Ấn Độ bất hợp pháp tương đương với 5%. Chúng ta có thể giải thích ở đây rằng có một phần lớn những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ bằng cách đi qua sông và treo tường. Khoảng 45% người di cư trái phép đã vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Họ có thị thực để đến đây, nhưng họ không muốn quay trở về, nên khi thị thực không còn hiệu lực, họ đã trở thành những người nhập cư bất hợp pháp. Nếu bị bắt, họ có thể bị trục xuất và tùy thuộc vào thời gian ở lại qua hạn bao nhiêu lâu, họ có thể bị cấm ít nhất là 3 năm hoặc nhiều nhất là 10 năm. Một số người trong số này đã bị ICE bắt giữ và trục xuất. Vào năm 2022, có 78.433 vụ trục xuất. Năm 2021 là 59.000 vụ, thấp nhất kể từ năm 1996. Nhưng năm 2020 lại có đến 185.000 vụ. Trong năm 2017 đã có 287.093 vụ trục xuất, nhưng con số đó tăng lên lần lượt là 328.716 và 359.885 vụ vào năm 2018 và năm 2019. Năm 2012 đến năm 2014 là 3 năm có số người bị trục xuất lớn, lên tới 400.000 người mỗi năm. Cựu Tổng thống Obama đã trục xuất tổng cộng 2,8 triệu người trong nhiệm kỳ của mình. Ông được gọi là Tổng thống trục xuất, nhưng người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Bush, cũng đã trục xuất khoảng 2 triệu người. Đây là hai tổng thống dẫn đầu trong vấn đề này, mặc dù đã có một sự thay đổi liên quan đến nội dung cấu thành một vụ trục xuất dưới thời Obama, và điều này có thể ảnh hưởng đến số liệu thống kê.
Vấn đề việc làm khi bạn không có giấy tờ. Mặc dù đạo luật kiểm soát và cải cách nhập cư năm 1996 quy định, người sử dụng lao động cố ý thuê những người lao động không có giấy tờ là bất hợp pháp, nhưng họ vẫn làm việc đó và những công dân đôi khi cũng bị bóc lột. Tờ Texan Tribune gần đây đã viết rằng thực sự có một thị trường lao động ngầm trả lương thấp và đôi khi còn xảy ra tình trạng bóc lột. Tờ báo đã phỏng vấn những người nhập cư. Họ chỉ nhận được 90 đô la cho một ngày làm việc tới 14 giờ, thấp hơn mức lương tối thiểu. Một số người nhập cư lợi dụng những gì mà Tribune gọi là sơ hở cửa sau hay các thỏa thuận riêng như giấy tờ giả hay làm việc theo dạng hợp đồng thuê khoán, nên chính phủ rất khó có thể nhận ra. Năm 2005, nhà tuyển dụng lớn nhất ở Mỹ, Walmart, đã bị phạt 1 triệu đô la vì thuê hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp theo dạng hợp đồng thuê khoán dọn dẹp vệ sinh cho các công ty chế biến và đóng gói thịt. Họ làm những công việc đại khái như lọc bỏ ruột động vật hoặc làm việc trên dây chuyền sản xuất. Vô số nghiên cứu cho thấy người nhập cư có nhiều khả năng phải làm những công việc có mức độ rủi ro cao hơn. Một bài báo về chủ đề này do Viện Y tế Quốc gia xuất bản cho biết 21 trong số 29 vụ tai nạn xây dựng gây tử vong ở thành phố New York trong khoảng thời gian 12 tháng gần đây đều liên quan đến những công nhân là người nhập cư hoặc những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Bài báo trích dẫn thêm một nghiên cứu khác cho thấy người lao động gốc Tây Ban Nha bị thương tích hoặc tử vong nơi làm việc nhiều hơn người bản xứ. Điều này hầu như không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhiều người nhập cư đã ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp hoặc đã nhập cảnh trái phép qua biên giới do cuộc sống nghèo đói ở quê hương của họ. Khoảng 32% người trưởng thành ở Hoa Kỳ là người sinh ra ở nước ngoài, hoặc thậm chí không có bằng tốt nghiệp trung học, chỉ khoảng 11% người Mỹ là được sinh ra ở trong nước. Theo các nghiên cứu, 35% người nhập cư không nói được tiếng Anh hoặc chỉ biết một chút tiếng Anh. Một vấn đề lớn đối với những công việc nguy hiểm đó là thiếu bảo hiểm y tế. Theo luật, những người nhập cư không có giấy tờ ở hầu hết các tiểu bang không thể đăng ký tham gia bảo hiểm do liên bang tài trợ như Medicaid, CHIP hoặc Medicare. Chỉ có 5 tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế bất kể tình trạng nhập cư, đó là California, Illinois, Oregon, Colorado và New York. Nhưng ở một số tiểu bang này, dịch vụ đó chỉ dành cho một số người nhất định. Chẳng hạn như những đối tượng là người nhập cư có thu nhập thấp, từ 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu chính sách y tế cho biết, 50% người nhập cư không có giấy tờ, 18% người nhập cư có giấy tờ, 6% công dân nhập tịch và 5% người bản xứ là không có bảo hiểm. Việc sống mà không có giấy tờ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì nhiều người sẽ không thể đến gặp bác sĩ hoặc bệnh viện. Họ sợ bị phát hiện và trục xuất. Điều này càng khó khăn hơn nếu bạn có gia đình hoặc đang phải hỗ trợ gia đình ở quê nhà. Vì vậy, mọi người buộc phải chấp nhận rủi ro lớn đối với sức khỏe của mình. Mọi thứ đã thay đổi trong những năm qua. Nếu quay trở lại năm 1960, khoảng 75% tổng số người nhập cư ở Mỹ là người châu Âu. Nhưng hiện nay, họ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số những người nhập cư. Có lẽ chỉ khoảng 10%. Trong suốt những năm 1960, khoảng 19% người nhập cư đến từ châu Mỹ và 5% đến từ châu Á. Bây giờ con số này là gần 52% từ châu Mỹ và 31% từ châu Á. Năm 1965, 9,6 triệu người nhập cư sống ở Mỹ, chiếm khoảng 5% dân số. Ngày nay, có khoảng 45 triệu người nhập cư ở Hoa Kỳ, chiếm 14% toàn bộ dân số. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, điều thú vị là người nhập cư có xu hướng sinh nhiều con hơn. Điều này có thể có lợi cho Hoa Kỳ vì quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số. Hiện có khoảng 54 triệu người trên 65 tuổi, nhưng ước tính con số sẽ là 74 triệu người vào năm 2030. Các chuyên gia đã nói rằng những người nhập cư có thể giúp đảo ngược cuộc khủng hoảng già hóa. Năm 2020, IMF đã viết: nhập cư có thể giải quyết vấn đề nan giải với nhân khẩu học, nhưng phải có các chính sách phù hợp. Đây là một chủ đề mở rộng và gây tranh cãi. Hoa Kỳ chắc chắn là một nơi sinh sống lý tưởng của người nhập cư. Con số 45 triệu hay 50 triệu như đã công bố có thể cao hơn nhiều nếu xét theo tất cả những cách thức thống kê. Chúng ta cũng cần nói thêm rằng các nguồn khác nhau cũng đưa ra những con số khác nhau với số lượng người nhập cư của Hoa Kỳ. Nhưng dù là theo phương pháp hay nguồn dữ liệu nào thì đó cũng là một con số rất lớn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua về tình hình nhập cư ở một số quốc gia. Đầu tiên là Đức, điểm nóng về người nhập cư ở châu Âu. Đức có khoảng 15,8 triệu người nhập cư. Ả Rập Saudi có 13,5 triệu người nhập cư. Nga có 11,6 triệu người. Và Vương quốc Anh
9,4 triệu. Ung với 6,7 triệu người nhập cư, chiếm khoảng 28% tổng dân số, và dân số Ả Rập Saudi có 34% người nhập cư, mặc dù trước đây quốc gia này được mô tả là một sa mạc cằn cỗi. Sự thật là luôn có một lượng lớn người dân từ các quốc gia nghèo hơn đang tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở nơi khác. Khi Viện Tư vấn và Phân tích Gallup thực hiện một cuộc thăm dò lớn vào năm 2017, họ phát hiện ra rằng 750 triệu người trên toàn thế giới, tức là khoảng 15% dân số thế giới, muốn sống ở một quốc gia khác, và Hoa Kỳ là nơi được mong muốn nhất. Một trong năm người đã đánh dấu vào ô Hoa Kỳ khi được hỏi muốn sinh sống ở đâu. Thật thú vị, khi cứ 6 người Mỹ thì có một người nói rằng họ muốn rời khỏi Hoa Kỳ. Tỷ lệ này tương đương với khoảng 16% dân số. Gallup cho biết, có thể đây sẽ là cuộc trao đổi hoàn hảo đối với những người Mỹ muốn rời khỏi nơi mà hàng triệu người đang đánh đổi cả tính mạng để đến được. Tuy nhiên, những người Mỹ bất mãn có thể chỉ giống như đang tìm kiếm một trải nghiệm hơn là một nơi để làm việc và nuôi sống bản thân hoặc tránh khỏi bị bức hại. Những vị trí tiếp theo sau Mỹ mà nhiều người muốn sinh sống là Canada 6% trên tổng số 750 triệu người, Đức 6%, Pháp và Úc ở mức 5%, Vương quốc Anh 4%. Gallup nói thêm rằng hầu hết những người muốn chuyển đi đều không có kế hoạch trước. Câu hỏi đặt ra là tại sao Hoa Kỳ được rất nhiều người nước ngoài mong muốn được sinh sống nhưng lại bị nhiều người trong nước ghét bỏ? Nước Mỹ có gì tốt và không tốt? Có một số video sẽ khiến cho bạn nghĩ rằng Hoa Kỳ là một cơn ác mộng đen tối với những xung đột chênh lệch giàu nghèo, không khác gì những mâu thuẫn giữa người theo đạo Cơ Đốc và người theo đạo Hồi trong các cuộc thập tự trình đẫm máu thời Trung Cổ. Vô số video cho thấy các khu dân cư ở các thành phố của Hoa Kỳ thường là những nơi phi công nghiệp hóa, trông giống như hậu quả sau ngày tận thế. Rất nhiều thứ tiêu cực về nước Mỹ ngày nay, đặc biệt nếu bạn theo dõi vụ xả súng hàng loạt vào tháng 10 năm ngoái khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 50 người bị thương, hoặc cuộc khủng hoảng béo phì, ma túy, sức khỏe tâm thần. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ vẫn là vùng đất có nhiều cơ hội. Đối với một số người, đây vẫn là xứ sở thần tiên với sữa và mật ong tràn ngập thành dòng sông và những con phố trải đầy đồng bạc xanh. Nghe có vẻ hơi hòa mỹ, nhưng các nghiên cứu cho thấy nhiều người đến Hoa Kỳ vì họ nghĩ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều cơ hội làm việc hơn và nói chung là một mức sống cao hơn. Họ tin rằng bất cứ ai cũng có thể thành công ở Mỹ, có quyền sống tự do và mưu cầu hạnh phúc. Không giống như một số quốc gia nơi người dân có ít cơ hội khẳng định mình trong xã hội, nhiều người nhập cư tin rằng nếu làm việc chăm chỉ, họ có thể thành công ở Mỹ và sự thành công của họ sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn nhìn vào việc người Do Thái hoặc người Trung Quốc đến Hoa Kỳ trong hoàn cảnh nghèo khó, và trong vòng một hoặc hai thế hệ, con cháu của họ là bác sĩ, kỹ sư, thậm chí là tỷ phú. Tương lai trên đất Mỹ là rất tươi đẹp, thậm chí có thể nói là trở nên sáng lạn hơn nữa trong tâm trí của những người sống bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Nhiều người nhập cư có thể sống trong cảnh nghèo đói, nhưng hãy nhớ rằng nghèo đói chỉ là một phần, bởi họ có thể phải đối mặt với những tình cảnh khắc nghiệt hoặc nguy hiểm hơn nếu sống ở các quốc gia khác. Chúng ta đều biết rằng những người nhập cư cả hợp pháp và bất hợp pháp thường gửi tiền về quê hương. Mức lương ở Mỹ là rất cao so với các quốc gia đang phát triển. Đồng đô la cũng là loại tiền tệ mạnh. Càng báo cáo tin tức vừa cho biết, ở Mexico, mức lương tối thiểu đã tăng lên 11,54 đô la một ngày. Trong khi đó, theo trang web tuyển dụng Indeed, mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ là 7,25 đô la một giờ. Mức lương trung bình cho một nhân viên bán hàng gà rán ở Hoa Kỳ là 12,83 đô la một giờ. Ở Nicaragua, mức lương tối thiểu là 213 đô la một tháng. Ở El Salvador là 243 đô la một tháng. Các nhà hoạt động nói rằng số tiền này không đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Ở Đông Nam Á, người lao động và cả công nhân xây dựng bán lành nghề kiếm được 200 đến 300 đô la một tháng. Trong khi ở Hoa Kỳ, bạn có thể ổn hơn nhiều nếu sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Cuốn sách Những con đường vàng, câu chuyện chưa kể về sự thành công của người nhập cư ở Mỹ, cho thấy thông qua các số liệu rằng con cái của những người nhập cư rất giỏi leo lên các bậc thang kinh tế. Vào năm 2017, Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia đã viết rằng thế hệ thứ hai sau thế hệ người nhập cư đầu tiên nằm trong số những người đóng góp kinh tế và tài chính mạnh nhất cho Hoa Kỳ. Điều này cho phép họ chăm sóc gia đình ở quê nhà. Theo Liên Hợp Quốc, cứ 9 gia đình trên toàn thế giới thì
thì có một gia đình được hỗ trợ tài chính bởi một thành viên gia đình đang làm việc với tư cách là người nhập cư ở nước ngoài. Liên Hợp Quốc cho biết, trung bình họ gửi 15% tiền lương cho gia đình. Trong đó, một nửa số tiền là dành cho các gia đình ở khu vực nông thôn, những khu vực nghèo nhất. Việc bật đèn xanh cho một số người làm việc ở Mỹ có thể thay đổi cuộc sống của họ và cả những thế hệ mai sau. Liên Hợp Quốc cho biết, những người nhập cư gửi tiền mặt cho gia đình nghèo của họ có tác động sâu sắc đến việc giảm nghèo và hiệu quả gấp 3 lần so với viện trợ quốc tế. Nói theo cách riêng của mình, Liên Hợp Quốc cho biết, năm 2018, 200 triệu công dân nhập cư đã gửi 687 tỷ USD về quê hương. Các số liệu thống kê gần đây khác cho biết, hơn 270 triệu người di cư sống và làm việc ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền mặt về quê hương của họ. Ba quốc gia nhận được nhiều khoản tiền này nhất là Mexico, Việt Nam và Philippines, và nó đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức. Đối với gia đình nhận được tiền gửi về, khoản tiền đó có thể giúp họ trang trải việc học đại học thay vì phải đi làm sớm như một công dân nghèo hoặc gia nhập những băng đảng tội phạm. Một số người lo ngại mức độ nhập cư tăng lên do sự cạnh tranh ngày càng tăng về việc làm và nguồn lực, đặc biệt ở các quốc gia nghèo, nơi những người nghèo cố gắng vượt biên vào những nước khác để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Suy cho cùng, chúng ta đang phải chiến đấu để tồn tại, và về cơ bản, chúng ta luôn muốn giữ những cơ hội và tài nguyên cho riêng mình. Các nhà khoa học đã nói về chứng sợ thay đổi. Mọi người đương nhiên sợ mất đi bản sắc khi lượng nhập cư gia tăng có thể ảnh hưởng đến tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa của họ, cũng như quyền lực chính trị và những đặc quyền liên quan đến sắc tộc. Nhưng người nhập cư lâu nay cũng có thể sợ những người mới đến. Đây là một vấn đề đã có từ lâu. Ở một số vùng của nước Anh, quyết định Brexit đã nhận được sự ủng hộ của những gia đình mới nhập cư. Điều này khiến cho những người đã đến từ trước lo ngại sẽ có nhiều cạnh tranh hơn với công việc và nguồn lực. Một gia đình người Anh gốc Pakistan đã nói với người giám hộ rằng: "Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giành được quyền sống ở đây và đóng góp cho những cộng đồng này. Chúng tôi không muốn có thêm nhiều người đến đây, chỉ biết nhận những điều tích cực nhưng lại không chịu đóng góp." Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về thực trạng nhập cư tại Mỹ trong những năm gần đây. Việc nhập cư có thể gây ra sự thù địch, và thực tế là nó đã từng dẫn đến bạo lực cực độ trong lịch sử. Có quan điểm cho rằng, người nhập cư là nguyên nhân khiến cho tội phạm gia tăng và nó đang gây ra nhiều tranh cãi. Hãy cùng Ngòi Nổ Kiến Thức xem xét vấn đề này ở Mỹ và một số quốc gia khác trong video tiếp theo nhé.